Có những chuyện tưởng chừng cực kỳ dễ nhưng nó lại cực kỳ khó nếu như anh chị mình không có hình dung, không có biết được. Nhiều khi em đi em gặp một số chiếc xe mà em chưa từng gặp, để em mở được cốp của xe, em mở được bình xăng của xe, em mở được nắp capo của xe, em tưởng chừng như em không biết mở chỗ nào luôn. Đó là những cái chiếc xe mà em chưa bao giờ em gặp phải. Thì hôm nay em cũng muốn đồng hành cùng anh chị tìm hiểu về cái việc chúng ta mở nắp capo, chúng ta phải mở ở đâu, với từng cái dòng xe nó sẽ khác nhau. Rồi chúng ta mở bình xăng, bình nhiên liệu chúng ta cũng phải mở ở đâu, và chúng ta mở cốp xe chúng ta cũng phải mở ở đâu. Anh chị nhớ là không phải chiếc xe nào cũng mở giống như chiếc xe nào đâu, mà mỗi chiếc xe có một cách mở khác nhau. Rồi chúng ta sẽ đi tìm hiểu rất là nhiều xe ngày hôm nay anh chị ha. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu. Ở đây chúng ta đang có một chiếc Hyundai Elantra. Thì cái dòng Hyundai Elantra này chúng ta mở rất là phổ thông, rất là giống rất là nhiều cái loại xe khác, giống rất là nhiều loại xe khác anh chị ha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái lấy mở nắp capo đây, em chỉ cần kéo ra phía trước như thế này thì cái nắp capo phía trước nó đã mở ra. Rồi em sẽ đi lên trên. Và anh chị cần phải một cái thao tác nữa anh chị mới mở được cái nắp capo này lên. Đó là tay trái của anh chị kê ở dưới cái nắp capo như thế này, và tay phải của anh chị đẩy cái chốt phía trong sang bên trái, thì anh chị mình mới có thể là nâng cái nắp capo lên được. Và anh chị nhớ là cái lấy của chúng ta sẽ gạt sang hướng bên trái như thế này. Rồi để mà giữ được cái nắp capo này, anh chị mình sẽ cần một cây chống, anh chị chống lên như thế này. Đây là cái cách mà mở nắp capo của chiếc Hyundai Elantra. Rồi em sẽ tiếp tục mở nắp bình xăng và nắp cốp phía sau cho anh chị mình xem ha. Ở đây em sẽ có là biểu tượng của nắp cốp sau anh chị ha, cốp sau của chúng ta đây, em sẽ kéo lên như thế này, như vậy đã mở nắp cốp sau rồi. Còn bình xăng đây em chỉ cũng kéo lên, bình nhiên liệu của chúng ta ha, em cũng kéo lên, và anh chị thấy là nắp của bình nhiên liệu của chúng ta nó đã mở ra như thế này rồi. Đây là nắp bình nhiên liệu thì nó rất là dễ dàng ha. Còn nắp cốp của chúng ta cũng đã mở lên như thế này. Đó là cái cách mở những cái nắp capo, nắp cốp và nắp bình nhiên liệu của xe Hyundai Elantra. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục sang một cái loại xe thứ hai, đó là chiếc bán tải Forerunner này. Những chiếc bán tải Forerunner thì thường là cách mở nó sẽ giống nhau chị ha. Chúng ta cũng sẽ có những cái lấy như thế này ha. Đây là mở nắp cốp, nắp capo chị ha, mở nắp capo chị cũng cần kéo lên như thế này, là chúng ta sẽ là mở nắp capo rồi. Đó, em sẽ là đi về phía trước để em mở cho anh chị mình xem. Anh chị mình vẫn là nâng một chút về cái nắp capo lên để cho có độ hở. Sau đấy anh chị sẽ để tay phải anh chị gạt cái lấy phía trong, đúng không ạ? Anh chị gạt cái lấy phía trong, và cái nắp capo của chiếc xe bán tải này anh chị mình không cần phải dùng cái cây để chống lên, mà ở đây chúng ta sẽ có những cái cây chống mà do nhà sản xuất chế tạo ra để tự đẩy cho chúng ta rồi, tự giữ cho chúng ta luôn. Anh chị nhớ là cái lấy vẫn là gạt sang hướng bên trái như thế này ha. Rồi sau khi anh chị không muốn, anh chị đóng xuống, đúng không ạ? Nắp capo này thì nó khá là đơn giản ha. Chiếc xe này khá là đơn giản. Còn chiếc bán tải của chúng ta, anh chị mình sẽ không thấy cái lấy phía trong để mở cái bình nhiên liệu ra, không có. Cho nên là anh chị mình sẽ là dùng tay anh chị mình mở trực tiếp ở đây luôn. Em chỉ cần ấn vào trong như thế này là tự cái nắp của cái bình nhiên liệu nó mở ra như thế này. Rồi khi mà anh chị muốn đóng lại thì anh chị cần đẩy vô lại thôi. Cái này nó khá đơn giản anh chị ha, khá là dễ. Rồi còn chiếc CRV này nó vui lắm anh chị ha. Em kể cho anh chị nghe là khi mà em bắt đầu lần đầu tiên em mở chiếc CRV này, em vẫn là mở cửa ra và em nhìn, và anh chị cũng sẽ quan sát với em là em rút chìa khóa cho nó khỏi kêu đấy anh chị mình ha. Tại vì khi mà chúng ta mở cửa ra, nếu như còn cắm chìa khóa vào trong ổ thì nó sẽ kêu. Em sẽ rút ra để cho nó khỏi kêu ha. Vui lắm anh chị mình. Là khi mà em muốn mở cái nắp nắp capo lên á, nhưng mà em nhìn ở đây em chẳng thấy cái nắp capo đâu hết. Em chỉ có thấy mỗi cái lấy để kéo mở cái nắp bình xăng, bình nhiên liệu thôi. Đó, thì em kéo ra thì nó là mở mở bình nhiên liệu rồi anh chị ha. Nhưng mà em là không thấy cái nắp để mà mở cái lấy để mà mở nắp capo đâu, nhưng mà em phải tìm mãi anh chị ha. Thì ở đây là anh chị thấy là nó nằm ở phía trong này. À, anh chị thấy không? Thì em sẽ kéo ra như thế này thì chúng ta mới là mở nắp capo. Đây là chiếc xe mà tìm cái nắp capo là cực cực
cực nhọc nhọc nhằn nhất của em đây. Anh chị mình cũng là mở nắp capo, cũng là hai tay anh chị nâng một chút cái nắp capo lên như thế này. Chúng ta gạt cái lấy cái chốt phía trong, đúng không ạ? Nhưng chiếc xe này anh chị mình lại không phải gạt sang bên trái đâu, mà anh chị mình phải lại gạt cái lấy này sang bên phải như thế này ha. Nó ngược lại với hai chiếc xe trước của chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta vẫn có một cái cây chống để chúng ta chống lên, để chúng ta giữ cái nắp capo lại. Đó là cái cách mở chiếc nắp capo của chiếc CRV anh chị ha. Đó, và anh chị nhớ cái lấy này dùm em là chúng ta phải gạt sang bên phải như thế này ha. Rồi, bình xăng thì vừa rồi em đã kéo cái lấy cho anh chị mình xem rồi. Là cái lấy bình xăng ha. Đó, em đã kéo ra và nó sẽ mở ra như thế này. Còn cái cốp phía sau thì làm sao? Cốp phía sau anh chị vừa rồi anh chị không thấy cái lấy nào để mà mở cái cốp phía sau hết. Thì chiếc CRV này mở cái cốp phía sau thì nó cũng dễ dàng. Đó là ở phía sau, phía dưới này chúng ta sẽ có nút bấm, chúng ta cần thò tay vào chúng ta bấm lên như thế này thôi. Đúng không ạ? Nhưng mà có một cái điều là em bấm mà nó vẫn không ra. Anh chị hiểu tại sao không? Đúng không ạ? Đó là do cái chốt khóa của chúng ta nó hơi bị vướng một chút, cho nên em bấm mạnh hơn một chút thì nó sẽ ra được như thế này. Đó. Anh chị thấy là cái cách mở cái cốp phía sau của chiếc CRV này nó cũng khá là đơn giản, nó khá là dễ ha. Rồi em sẽ đóng lại. Em sẽ cho trả chìa khóa lại về chiếc xe này. Đúng không ạ? Chứ em mà bỏ túi em đi lang thang nó mất mất tiêu luôn anh chị mình ha. Đó, em sẽ đóng cửa lại anh chị ha. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu về chiếc Kia Cerato này của chúng ta ha. Chiếc Kia Cerato. Rồi anh chị mình sẽ thấy chiếc Kia này thì những cái chỗ mở nắp capo, mở cốp, rồi mở xăng thì nó cũng giống hệt như của chiếc Elantra, Hyundai Elantra chúng ta đã tìm hiểu. Cho nên là anh chị mình biết được cách mở của chiếc Elantra, Hyundai Elantra thì anh chị mình sẽ mở được chiếc này nó rất là dễ dàng. Cho nên em cũng không cần phải nói nhiều đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ sang anh Rarik của chúng ta anh chị ha. Toyota Rarik. Toyota Rarik thì anh chị mình sẽ thấy là nó chỉ có một cái chỗ để chúng ta mở xăng thôi, mở bình nhiên liệu thôi. Em sẽ kéo lên để mở bình nhiên liệu và phía trước này vẫn là có mở nắp capo. Đó, nó sẽ có hai chỗ như vậy thôi. Rồi, nắp capo của chiếc xe này thì nó cũng giống như những chiếc xe vừa rồi. Đó là anh chị mình sẽ gạt cái lấy cái chốt khóa phía trong sang bên trái và anh chị mình sẽ mở lên được như thế này. Nó cũng khá là dễ ha. Rồi, đó là cái cách mở chiếc Rarik. Đúng không ạ? Nhưng chiếc Rarik này nó sẽ khác một chút về cái việc mở cốp sau của chiếc xe này. Anh chị không có thấy một cái lấy nào để mở hết. Nhưng ở đây chúng ta sẽ có một cái ổ khóa. Ổ khóa này nếu như mà ổ khóa này mà vặn sang chiều ngang á thì nó sẽ là khóa rồi. Còn ở đây đang để sang cái chiều dọc như thế này thì có nghĩa là đã mở. Ở đây mở được chiếc cốp này, anh chị cần ấn ở cái ổ khóa này vào trong. Anh chị ấn vào trong như thế này, anh chị sẽ nâng lên như thế này, nó rất là dễ dàng. Vậy ha. Đó, và anh chị nhớ là cái lỗ khóa của chúng ta nó nằm dọc như thế này thì có nghĩa là nó đang mở rồi, anh chị chỉ cần ấn vào thôi. Còn nếu như mà cái lỗ khóa này mà nó mà nằm theo chiều ngang thì có nghĩa là nó đang khóa, thì anh chị mình cần phải mở ra ha. Rồi chúng ta sẽ có chiếc Honda Civic. Honda Civic tuyệt đẹp anh chị ha. Đời 2010. Honda Civic đúng không ạ? Chúng ta cũng sẽ có ba cái lấy. Lấy thứ nhất là mở nắp capo ở đây. Em sẽ kéo lên anh chị ha. Rồi mở nắp capo. Cái này là không phải là mình kéo vích cái đầu lên đâu mà chúng ta sẽ kéo cái cần ra như thế này, kéo cái lấy ra ngoài anh chị ha. Rồi còn cái chỗ mà mở xăng với mở bình nhiên liệu với mở cốp sau thì làm sao? Nếu anh chị muốn mở bình nhiên liệu thì anh chị phải đẩy xuống anh chị ha. Đẩy xuống như thế này chúng ta sẽ mở bình nhiên liệu. Còn chúng ta muốn mở cốp sau thì anh chị lại kéo lên. Đó, cũng có một cái lấy thôi nhưng mà có hai cái công dụng lận. Đúng không ạ? Hai công dụng anh chị ha. Rồi em sẽ kiểm tra một tí về cái nắp capo của chiếc Honda Civic này. Chiếc Honda Civic này thì anh chị nhớ là cái lấy của chúng ta, cái lấy chốt khóa chúng ta anh chị cũng phải đẩy sang bên phải ha. Đẩy sang bên phải chứ không phải là đẩy sang bên trái ha. Nãy giờ chúng ta có hai chiếc là chúng ta đẩy sang bên phải rồi ha. Đúng không ạ? Đây vẫn là cái thanh sắt để chúng ta chống cái nắp capo lên. Đó là cái cách mà mở nắp capo của chiếc Honda Civic này chị ha. Đó. Đóng thì anh chị mình cứ thả thả xuống thôi đúng không ạ? Rồi, đây là Honda Civic đây anh chị, lúc nãy là đã mở cái lấy của cái bình nhiên liệu rồi ha. Còn đây là cái
cái cốp sau đúng không anh chị, chỉ cần kéo lấy lên và chúng ta sẽ mở ra được dễ dàng. Chiếc xe này thì vô cùng dễ dàng. Rồi ở đây anh chị mình sẽ thấy xuất hiện chiếc Mazda. Mazda thì chúng ta mở như thế nào anh chị ha? Mazda. Mazda CX-5 của chúng ta đúng không ạ? Một chiếc xe rất là đẹp. Rất là đẹp. Màu đỏ luôn. Anh chị thấy em còn phải tranh thủ em ngắm một xíu. Rồi, anh chị thấy là cái cách mở của chúng ta ở đây, chúng ta sẽ có cái lấy là bình nhiên liệu đây, cái lấy của chúng ta là mở nắp capo đây, em sẽ mở nắp capo phía trước này. Em sẽ kéo luôn cái bình nhiên liệu đi. Và anh chị sẽ thấy là chỉ có hai cái lấy thôi, nó không có lấy của cái cốp sau anh chị ha, không có lấy của cốp sau. Thì tí nữa mình sẽ tìm hiểu xem cốp sau mình mở như thế nào. Đó là Mazda CX-5 đúng không ạ? Bao giờ là chúng ta cũng có một cái chốt khóa ở phía trước như vậy. Và anh chị thấy nó chạy nhanh không? Anh chị thấy em cũng chẳng phải chống cái cây gì hết. Tuy rằng ở đây họ vẫn thiết kế một cái cây chống như thế này, nhưng mà chiếc xe này chúng ta không cần phải chống luôn anh chị ha. Chúng ta không cần phải chống đâu hết. Tại vì ở đây sẽ có là hai cái phuộc của chúng ta đúng không ạ? Nó sẽ giúp đẩy đẩy cái nắp capo lên rồi. Và cái này anh chị nhớ là cái lấy khóa này anh chị cũng phải đẩy sang hướng bên phải ha, đẩy sang hướng bên phải chứ không phải đẩy sang bên trái ha. Rồi, em sẽ đóng lại đúng không ạ? Vậy còn cái cốp sau thì anh chị mở làm sao? Chúng ta không có lấy chúng ta phải mở làm sao? Đúng không ạ? Nhưng mà hồi nãy em mở cái nắp bình nhiên liệu rồi, cho nên bây giờ em phải đóng lại anh chị ha. Em phải đóng lại cái nắp đã. Còn cái này đây, cái nắp cốp sau anh chị phải mở như thế nào ha? Thế anh chị mình thấy là ở đây mình sẽ có một cái nút bấm, đúng không ạ? Phía dưới này có một nút bấm, anh chị cần bấm cái là tự nó chạy lên. Cái này khỏe nhất luôn anh chị ha. Nãy giờ chiếc xe này là khỏe nhất luôn. Rồi bấm xong rồi anh chị thấy là ở hai bên mình sẽ có hai cái phục, nó rất là to, rất là bự ha. Rồi mình muốn đóng lại thì làm sao? Đóng lại kéo như vậy nặng lắm. Kéo thì vẫn được anh chị ha. Kéo thì vẫn được, nhưng nó nặng lắm. Thì để khỏe hơn mình phải làm sao? Mình chỉ cần bấm nút thôi. Anh chị thấy không? Đây là cái nút bấm đóng cốp ha. Anh chị cần bấm nút. Và chiếc cốp tự nó đóng lại rồi. Sướng ghê luôn anh chị ha. Đó. Rồi, đấy là những cái dòng xe nó là khá là phổ thông ở đây. Chúng ta sẽ có một cái dòng xe nữa, một cái xe, chiếc xe mà anh chị thấy em hay điều khiển, em hay làm những cái bài cho anh chị mình xem đây. Cái này nó cũng chỉ có hai cái lấy thôi anh chị ha, chỉ có hai cái lấy thôi. Vẫn là lấy để mở nắp capo phía trên đây. Đúng không ạ? Lấy mở nắp capo phía trên đây. Còn cái này vẫn là lấy mở bình nhiên liệu ha. Bình nhiên liệu đúng không ạ? Em kéo ra. Đó. Em kéo ra thì anh chị mình sẽ thấy làm sao ạ. Đây em sẽ mở cái nắp capo cho anh chị mình xem ha. Bao giờ anh chị cũng thấy em dùng hai tay này, em nâng nhẹ cái nắp capo của em lên. Xong rồi em sẽ thò tay để em tìm cái lấy khóa phía trong. Tìm cái chốt khóa phía trong ha. Đó, như cái chiếc xe này, cái chốt khóa chúng ta nó lại nằm ở trên này, chứ không phải nằm ở dưới này anh chị ha. Và để mở được cái chốt khóa này anh chị phải đẩy lên phía trên. Đó, nó là hơi khác một chút. Anh chị thấy không? Rất là nhiều chiếc xe có cái sự thiết kế nó cũng hơi khác nhau, chứ không phải chiếc xe nào cũng 100% giống nhau hết ha. Rồi cái cách mà mở cốp của chiếc xe này nó cũng như vậy luôn. Anh chị thấy ở đây nó sẽ có một cái chốt khóa, anh chị cần kéo lên. Đó, và chúng ta kéo lên thôi. Anh chị thấy nó cũng tương đối dễ ha. Chiếc xe này chúng ta thiết kế mở cái nắp cốp phía sau cũng tương đối dễ. Cuối cùng chúng ta sẽ có một chiếc xe Chrysler. Chiếc xe của Mỹ, anh chị mình sẽ xem là Mỹ nó sẽ là mở giống hay khác chỗ nào anh chị mình ha. Thì ở đây anh chị mình sẽ có một số cái lấy đây. Ở đây cái lấy này là để mở lốc máy anh chị ha, mở nắp capo. Rồi còn ở đây là chúng ta để mở cốp đúng không anh chị, cần bấm nút thế này mở cốp thôi. Rồi ở đây anh chị mình sẽ xem lốc máy trước giùm em ha, nắp capo trước ha. Đúng không ạ? Nắp capo đây thì anh chị mình vẫn là gạt cái chốt khóa này là sang bên trái anh chị mình ha. Và anh chị nâng cái nắp capo lên. Đó. Chiếc này cũng khá là đơn giản đúng không ạ? Còn cái cốp xe của cái này thì sao đây? Cốp xe anh chị chỉ cần thò tay vào xuống dưới chị kéo lên thôi. Vì chúng ta đã bấm nút mở rồi. Nhưng nó là hơi đặc biệt một tí về cái nắp của bình nhiên liệu. Nắp bình nhiên liệu anh chị sẽ không thấy cái lấy nào hết. Đúng không ạ? Anh chị bấm này cũng không ra.
Anh chị phải làm sao? Anh chị mình sẽ đẩy ở phần trong này. Đó, nó sẽ mở ra như thế này anh chị ha. Vừa rồi em kéo hơi bị ngược tay một chút á. Còn anh chị mình dùng tay trái anh chị đẩy vô, anh chị dùng tay phải kéo ra. Nó dễ dàng anh chị ha. Đó là cái cách để chúng ta mở nắp capo, mở cốp xe và mở nắp bình xăng, bình nhiên liệu của chiếc xe này. Rồi, đó là chiếc xe cuối cùng mà em hướng dẫn anh chị mình mở những cái nắp ở trên xe như vậy ha. Hôm nay đang là dịch Covid cho nên là tất cả các trung tâm đào tạo lái xe đang nghỉ dịch anh chị ha. Thì nhóm hướng dẫn lái xe an toàn có một chút rảnh rỗi để làm một cái chủ đề, đó là mở nắp cốp, mở nắp capo và mở nắp của bình nhiên liệu. Thì cách mở như thế nào, đó là một cái điều mà anh chị nhiều, dường như anh chị thấy nó đơn giản nhưng mà nhiều anh chị mình vẫn chưa có nắm được. Kể cả em và nhóm đôi khi đi gặp một chiếc xe mới vẫn không biết là mở ở chỗ nào, anh chị thấy kỳ cục không? Đó, cho nên là hôm nay đội nhóm muốn làm cái video này để đồng hành cùng anh chị, để giúp anh chị biết được những cái dòng xe chúng ta phải mở như thế nào và chúng ta sẽ không bị vướng víu, không bị lấn cấn khi chúng ta vào, chúng ta đổ nhiên liệu chẳng hạn, hoặc chúng ta muốn lấy một cái gì đấy. Rồi, rất là mong anh chị sẽ đồng hành cùng nhóm trong những thời gian sắp tới. Anh chị đừng quên bấm like, share, đăng ký kênh và ấn chuông để đón xem những video phía sau của Hướng dẫn lái xe an toàn.